trình kịch Truyện Thanh. Như Thảo xin được gửi lời chào thân yêu đến quý vị thính giả đang nghe chương trình kịch Truyện Thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Quý vị thân mến, năm cũ trôi qua và một năm mới lại đến. Ngày Tết với bạn là gì? Là quây quần bên gia đình gói bánh chưng, đêm giao thừa háo hức xem pháo hoa, hay là được tận hưởng kỳ nghỉ sau một năm làm việc vất vả? Nhiều người thường nói Tết dạo này đã không còn vui như xưa. Kỳ thực, ngày Tết luôn rất tuyệt vời, nhưng cho một số người vô tình biến ngày Tết trở thành nỗi ám ảnh bởi những thói hư tật xấu, những quan điểm sai lệch trong tâm tưởng mỗi người. Chúng ta hãy cùng nhân vật chính của tiểu phẩm ngày hôm nay trải nghiệm một cái Tết thường gặp của đa số gia đình Việt Nam với phần tham gia diễn xuất của các nhân sự TTV11 vào vai các nhân vật như sau: Việt Nho vai Uyên, Phương Uyên vai Diệp, Cẩm Tú vai bà Tâm, Thiện Trường vai ông Long, Minh Lam vai Kim, Nhật Ái vai bé Phúc. Và sau đây kính mời quý thính giả đón nghe tiểu phẩm Chợ Tết Về Nhà của tác giả Bạch Quả. Đã trải qua nửa năm bận rộn công việc trên Sài Gòn không thể về nhà, hôm nay 29 Tết, Uyên tranh thủ bắt chuyến xe về quê đón Tết cùng gia đình. Khởi nệ xách theo ba lô quần áo và quà cáp, Uyên vô cùng háo hức khi chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi là được gặp lại ba mẹ và các thành viên trong gia đình và cùng đón một cái Tết thật hạnh phúc. Về đến nhà, Uyên nôn nao gọi mở cửa nhưng không thấy ba mẹ đâu cả. Đợi một lúc cửa nhà mới được mở là một đứa bé bước ra. Ủa Phúc, chỉ có mình con ở nhà hả? Mẹ ơi, cô ba về. Ủa Uyên, mới về hả em? Trời ơi, chị đang mang bầu á, thành thử đi đứng hơi khó khăn, mới kêu Phúc nó mở cửa. Để em đợi hơi lâu, xin lỗi hen. Không sao đâu chị cứ nghỉ ngơi đi. Ba mẹ với anh hai đâu rồi chị? Ba mẹ đi đâu thì chị không có biết, còn anh hai em đi công tác rồi. Mà em mua quà gì nhiều dữ vậy? Đâu, để chị coi coi. Chị dâu nhanh nhẩu giật lấy mấy túi quà trên tay Uyên mở ra xem. Uyên sững lại một vài giây rồi khệ nệ xách ba lô vào phòng. Cách một bức tường, Uyên nghe giọng chị dâu oang oang nói với bé Phúc: Trời đất ơi, ba cái bánh kẹo năm nào cũng mua, có ai ăn rồi mua, để chật nhảm chết. Phúc, con ăn không? Không. Thấy chưa, tới con nít mà nó còn chê. Lâu lâu mới về mà mua ba cái đồ gì đâu không, mua có giá trị chút xíu đi trời. Ủa, quà cáp ở đâu mà nhiều vậy Diệp? Ủa, ba mẹ mới về. Dạ, bé Uyên nó mới xách về cho ba mẹ quà Tết á. Trời ơi, con gái tụi nó về rồi hả Uyên ơi? Dạ, con đây. Ba mẹ mới đi đâu về vậy? Ba mẹ mới đi sắm mấy cái chậu cúc về nè. Trời ơi Phúc, sao mà con ăn cái hạt dưa nhả đầy ra vậy? Bà nội bận dữ lắm, không có thời gian dọn nhà đâu, ớt nhất tới nơi rồi. Dạ mẹ, để con dọn dẹp phụ mẹ. Từ hồi có đứa thứ hai á, nó hành con mệt quá. Dạ con cũng thấy vậy á, không có nên để chị Diệp làm việc nhiều quá, nó ảnh hưởng tới sức khỏe rồi còn em bé nữa. Ba mẹ cần mua sắm gì thì cứ đi, để con ở nhà dọn dẹp cho. Ừ, vậy cũng được á, dọn dẹp nhà mới thấy không khí Tết chứ đúng không? Thôi vậy ba mẹ đi mua thêm ít đồ, Phúc ở nhà ngoan nha con, có phụ gì được thì phụ. Ông Long và bà Tâm vừa rời đi, Diệp thông dong ngồi xuống sofa bật phim lên xem. Thấy Uyên dọn dẹp, Diệp ngồi chỉ trỏ. Ê Uyên, từ quét nhà em lau dọn bàn thờ trước đi. Đem cái bộ lư đồng này đi rửa nè, sẵn là lau mấy cái khung cửa sổ thì chị thấy dơ quá. Mấy cái việc này mấy người mang thai như chị khó làm lắm em hiểu không? Dạ. Mà chị hỏi thiệt nha, em có bạn trai chưa? Rồi chừng nào tính cưới? Công việc bận rộn quá nên em không có cái thời gian yêu đương gì hết à chị ơi. Trời đất ơi, 28 tuổi rồi đó nha, không có bạn trai có chừng người ta kêu là ế à. Dạ kệ người ta, em không có quan tâm đâu chị. Ê, Mà chị hỏi thiệt nha, nay em làm lương tháng nhiêu? Gì vậy chị? Thì chị thấy em trên Sài Gòn bận tối mắt tới mũi, có bà về quê bao giờ đâu, không có ngàn tới ai, chắc là làm nhiều tiền lắm ha. Tuyền không trả lời, chỉ lủi thủi xách bộ lư đồng ra ngoài sân lau rửa. Bị em chồng ngó lơ, Diệp tức tối nhìn theo bóng lưng Uyên mà lầm bầm trong miệng. Cái con này nói riết rồi, nó có coi nhỏ chị dâu ra gì đâu. Thấm thoát đã đến đêm giao thừa, ba mẹ Uyên say sưa hát karaoke. Anh hai thì do tính chất công việc là phóng viên nên phải đi đưa tin đêm giao thừa. Uyên soạn bánh kẹo và pha trà dọn ra chiếc bàn ngoài sân để gia đình cùng quây quần đón thời khắc giao thừa và ngắm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Ba mẹ ơi, ra sân ăn bánh uống trà đón giao thừa nè. Rồi rồi, ba mẹ ra liền, ba mẹ hát một xíu à. Chị Diệp ơi, chị dắt bé Phúc ra đây ăn bánh rồi đón giao thừa coi pháo bông nè. Thôi em ơi, coi pháo bông làm gì? Chị sợ em bé trong bụng chị nó giật mình, tối về nó quậy chị khỏi ngủ nữa. Vậy con ra coi pháo bông nha mẹ. Trời đất ơi, pháo bông có cái gì đâu mà coi. Ở trong phòng lo ngủ sớm đi, ngày mai còn đi chúc Tết họ hàng nữa, cái thằng này. Cuối cùng, khi thời khắc giao thừa đến, pháo hoa bung sáng rực trên bầu trời, nhưng chỉ có mình Uyên ngồi dưới sân ăn bánh uống trà. Pháo hoa đã dứt, ông Long và bà Tâm vẫn còn say mê hát karaoke, đến khi bị hàng xóm phản ánh, họ mới chịu ngừng hát. Không gian bắt đầu tĩnh lặng, nhưng rồi những tiếng nổ đùng đùng lại vang lên, khiến Uyên phải tỉnh giấc nhiều lần. Thì ra mấy thanh niên choai choai trong xóm lén đốt pháo lẻ tẻ. Cả đêm khó ngủ, Uyên vừa mới chợp mắt được một lúc thì bên ngoài ồn ào kèm theo vài tiếng gõ cửa. Chỉ mới 6 giờ sáng, Diệp đã dắt bé Phúc sang phòng Uyên chúc Tết. Phúc, chúc Tết cô ba đi con. Dạ, con chúc cô ba năm mới mạnh khỏe, xinh đẹp, nhiều tiền. Trời đất ơi, chúc cái gì mà lẩn khẩn vậy? Không qua mẹ dạy sao? Con có biết chúc đâu. Ê, cái thằng này nha, mẹ dạy có nhiêu đó mà còn không nhớ nữa. Cô ba thấy không? Thấy nó dở ghê không? Trời ơi, con nít mà chị. Mẹ, sao cô ba chưa lì xì nữa? Hôm qua mẹ nói chúc xong là cô ba lì xì liền mà. Cái thằng này, từ. Cô ba lì xì cho con nè. Nhận được bao lì xì, bé Phúc mắt sáng rực, mở phong bì ra ngay lập tức. Đâu. Trời đất ơi, có 200.000 thế trời. Nhà có một thằng cháu trai à. Tại năm nay hơi khó khăn, với lì xì ngày Tết là cầu chúc may mắn, sức khỏe với lại tài lộc cho mọi người trong năm mới mà chị. Thôi được rồi, Phúc, ra ngoài đi. Năm nay tiền lì xì mà muốn khá hơn cũng có đâu mà ra. Quyên ơi, xuống bếp dọn đồ nhắm lên phụ ba chuẩn bị đại khách đi con. Mới sáng mùng 1 mà ba đã kéo bạn tới nhậu rồi hả? Trời ơi, lúc nào nhậu mà không được. Biết đâu người ta tới lì xì cho con thì sao? Đó giờ ba lì xì cho con cháu của mấy ổng cũng nhiều rồi. Bà nói vậy, chứ từ nhỏ tới giờ bạn của ba tới chơi có bao giờ lì xì cho con đâu. Con hiểu tính mấy ông bạn nhậu của ba quá mà. Chắc mấy ổng quên á, chứ không phải keo kiệt đâu con. Bạn của ba biết mà. Rồi mẹ đâu ba? Mẹ đi chùa với mấy bà bạn rồi. Con tưởng mùng 1 ba mẹ dành thời gian cho gia đình chứ. Từ hôm 29 Tết con về tới giờ chưa được ngồi trò chuyện với ba mẹ. Thôi để bữa khác đi con ơi. Giờ lai rai với mấy ông bạn rồi. Tới chiều con gây xong nữa. Tết còn phải có mấy cái trò đỏ đen nữa mới vui chứ. Con muốn tham gia không? Không, con không có thích. Như lịch trình mà Uyên đã nắm rõ lúc sáng, canh bạc tại gia đã được mở vào đầu giờ chiều. Bé Phúc thích thú chạy loanh quanh xem ông Long, bà Tâm và Diệp túm tụm đánh bài ăn tiền. Uyên cảm thấy lạc lõng trong ngôi nhà của chính mình. Cô định rủ bạn bè đi chơi, nhưng mùng 1 ai cũng cùng gia đình đi chúc Tết ông bà. Tứ quý nè. Trời ơi ba ơi, sao ba thắng hoài vậy? Chứ sao, mùng 1 nào mà ba không thắng đậm. Chung tiền đi. Ê, khoan, ông ăn gian hả? Ông giả bộ đi toilet để nhờ thằng Phúc nó lén chụp hình bài của tôi cho ông phải không? Ê, bà đừng có vu khống rồi nha. Bà rinh tôi nãy giờ cái gì? Chắc tôi thèm mà. Phúc, còn nói đi. Hồi nãy ông nội suối con chụp hình bài của bà nội đúng không? Con biết. Thôi mẹ ơi, bỏ đi. Chơi tiếp gỡ gạc lại nè. Gỡ cái gì mà gỡ? Nãy á, mẹ đem 8 triệu ra chơi. Bây giờ thua còn có 500 ngàn thôi. Con tới nhì, chung ít tiền hơn mẹ, nên con nói hay dữ lắm. Ây da, ây da, chắc con nghỉ chơi quá. Em bé nó đạp con đau quá mẹ ơi. Trời ơi, thôi tôi cũng nghỉ luôn. Chơi cho vui mà bà làm gì mà bà căng quá à. Ông thử bị chơi ăn gian coi, rồi có căng thẳng giống tôi không? Bây giờ ăn rồi còn đòi nghỉ chơi, trả tiền lại cho tôi. Bà bị khùng hả? Chơi thua cái đòi tiền. Chơi kiểu như ông á, thà tôi chơi với mấy con chó còn sướng hơn nữa. Ê, bà quá đáng lắm rồi nha. Mùng 1 đừng có kiếm chuyện rồi nha. Ông mới kiếm chuyện với tôi thì có. Vừa la lối, bà Tâm vừa quăng bộ bài vào người ông Long như tức nước vỡ bờ. Ông Long quát lớn: "Á, cái bà già này, ba mẹ thôi đi. Ba mẹ coi có còn là cái nhà nữa không? Nay là mùng 1 Tết đó." Tết thì sao? Tết thì ông có quyền ăn gian hả? Tại sao ngay từ đầu á phải bài bạc ăn tiền thì Tết mới vui. Không ăn tiền thì chơi làm cái gì? Tết là phải có tiền vô đầy túi thì cái năm mới hên chứ. Rồi ba mẹ thấy tiền vô được nhiều không? Hàng giờ là cãi nhau sùm. Con về Tết với gia đình á, mà mấy ngày nay á, có lần nào ba mẹ dành thời gian ở bên con không? Ba mẹ chỉ biết có bản thân mình thôi à. Yên, đầu năm đầu tháng mà hỗn hào vậy rồi, mấy Phúc nó biết nó học theo rồi sao? Còn chị nữa, cả năm trời chị mong em về quê, chị để biếu quà xịn sò cho chị, lì xì nhiều cho bé Phúc, làm người giúp việc thay chị thôi đúng không? Uyên, chị thấy em hơi quá rồi đó. Ba mẹ, chắc là con bé nó áp lực công việc quá nên nó mới ăn nói khó hiểu vậy thôi phải không? Nếu như có anh hai ở nhà, gia đình mình cũng không tới nỗi hỗn độn như vậy đâu. Con không biết nói gì với ba mẹ nữa rồi á. Uyên giận dỗi bỏ vào trong. Rồi phút chốc ai cũng về phòng người nấy. Riêng ông Long thì bị bà Tâm đuổi ra phòng khách vì bà còn cay cú chuyện thua bài. Một tiếng đồng hồ sau, cơm tối cũng được dọn ra bàn mà chẳng ai nói với ai câu nào. Không khí mùng 1 Tết lặng như chì, và dường như hiện tại bàn ăn vẫn còn thiếu vắng một ai đó. Phúc, con vô kêu cô ba ra ăn tối đi. Cô ba không có trong phòng. Chứ cô ba mày đi đâu? Hồi nãy con thấy cô ba xách ba lô đi ra cửa rồi. Cái gì? Xách ba lô? Không lẽ... Hai ông bà chạy vào phòng của Uyên. Tất cả đồ đạc đều được thu dọn. Họ hoảng hốt gọi điện thoại rất nhiều cuộc, nhưng Uyên vẫn không nghe máy. Thì chắc nó giận ba mẹ rồi. Kệ đi, trước sau gì mùng 4 cũng lên Sài Gòn rồi. Coi như bữa nay mùng 1 nó đi sớm đi. Còn biết cái gì mà nói. Làm chị dâu mà như vậy đó hả? Đi thôi, tôi với bà ra bến xe cản nó lại đi. Không có để nó đi vậy được. Ủa ba mẹ sao vậy ta? Nó muốn đi thì kệ, để cho nó đi đi. Nó về thì không quan tâm, rồi tới lúc nó đi thì lại đi kiếm. Kỳ lạ, đúng không Phúc? Ủa sao mẹ không đi chung với ông nội bà nội vậy? Trời ơi, mẹ bầu bì em ở đây mà con không thấy hả? Với lại mẹ không có thích cô ba. Hồi đó nhà mình nghèo, ông bà nội thì về hưu, ba con thì thất nghiệp. Trong nhà chỉ có duy nhất mình cô ba con là có tiền à, có kinh tế thôi. Vậy mà mẹ mượn tiền để sinh mổ mà nó không có giúp. Thấy sao? Ủa vậy cô ba là người xấu hả mẹ? Lúc đó bên ngoài có tiếng động. Diệp nghĩ chắc ba mẹ đã đưa cô em chồng về nên mặt mày nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu. Nhưng cuối cùng người về lại chính là Khiêm, chồng của Diệp. Ủa sao nhà trắng que vậy? Mọi người đâu hết rồi? Ba mẹ đánh bài mới gây lộn y đùng rồi đó, xong rồi nghỉ rồi. Ủa vậy hả? Trời ơi. Anh có cái này cho em nè. Ôi, vòng tay em bé hả? Ủa, mà sao nay anh mua vàng vậy? Thì người ta hay để mùng 10 mua, nhưng mà mùng 10 thì vàng lên giá mắc lắm, cho nên là anh mua mùng 1 cho hơn. Rồi tiền đâu mà anh mua? Anh biết vàng 24K mắc lắm không? Này là tiền của Uyên chứ không phải của anh. Con bé nhờ anh mua giúp thôi. Từ hồi biết em mang thai tới giờ thì mỗi tháng nó gửi vào tài khoản anh ít tiền để dành Tết mua vòng tay cho con sắp chào đời của mình á. Cái gì? Là của Uyên á hả? Ủa sao nhỏ hào phóng như ta? Vậy mà hồi đi xin thằng Phúc, em hỏi mượn nó có 20 triệu à, mà nó cứ viện lý do từ chối. Đâu phải lúc nào con Uyên cũng có tiền đâu em. Con bé từng nói với anh là nó bị trầm cảm, cho nên là làm được bao nhiêu tiền nó đi trị bệnh hết. Cho nên là cái lúc mà em mượn tiền á thì nó đâu có đồng nào trong tay đâu. Phải khó khăn lắm con bé nó mới hồi phục và trở lại như trước đó. Chẳng biết mấy ngày Tết này về nó có vui không nữa. Cái gì? Hồi nãy giờ anh nói là thiệt á hả? Vậy là cô ba lên Sài Gòn chữa bệnh nó rồi hả mẹ? Sao con nói vậy? Cô ba đi Sài Gòn hồi nào? Mấy ngày nay ba mẹ lo việc này việc kia, rồi bạn bè nữa. Em cũng không có muốn nói chuyện với nó. Mà nãy mới vừa cãi lộn nè. Chắc nó buồn, nó bỏ lên Sài Gòn rồi. Trời đất ơi, mọi người sao vậy trời? Anh chỉ đi công tác có vài ngày thì nhà cửa náo loạn lên hết là làm sao? Khiêm vừa dứt câu thì cửa nhà bật mở. Ba mẹ đã về, phía sau lưng còn có cả Uyên. Khiêm vội chạy đến xách ba lô giúp Uyên, thương cảm nhìn em gái. Em chịu về thì tốt rồi. Thôi đừng có giận mọi người nữa, anh hai xin lỗi. Mấy ngày qua anh hai cũng bận quá cho nên là không có về nói chuyện với em được. Ba mẹ mà tới trễ 5 phút thôi là nó đã lên xe đi rồi. Thiệt tình. Thôi đi, con đừng có buồn nữa con. Mấy ngày Tết còn lại sẽ dành cho con hết à. Không để cho con một mình nữa đâu. Chị xin lỗi đã nói mấy cái câu tổn thương em. Tại chị luôn nghĩ em là đứa keo kiệt ích kỷ. Ai ngờ em tốt với anh chị quá. Em lo cho luôn cái đứa cháu sắp chào đời nữa. Uyên, anh hai mua vòng tay cho em bé rồi nè. Thiệt, chị em cảm động lắm á. Em xin lỗi, lúc trước á, em không có giúp được chị. Em đã ráng đi làm trên Sài Gòn mà chưa có giúp gì nhiều cho gia đình mình á. Lại ít về quê nữa. Nên là cái ngày Tết là cái khoảng thời gian quý của em. Mẹ đâu có cần con phải cực nhọc như vậy. Bây giờ á, anh con á, có việc làm ổn định rồi. Ba với mẹ cũng có lương hưu. Nên không có cần con phải lao lực rồi chuốt bệnh vô người như vậy đâu. Mẹ con nói đúng đó. Con làm ít thôi. Hồi nãy tự nhiên bỏ đi làm ba mẹ lo quá chừng à. Mấy bữa nay ba mẹ cứ mặc định là con lúc nào cũng ở đây á, nên đâu có lo cái gì đâu. Cả năm con đã lao động vất vả rồi. Ngày Tết được nghỉ lễ dài, con cũng muốn dành kỳ nghỉ này để xả hơi. Mà về với nhà thì chẳng ai quan tâm đến nhau hết á. Tết vì đặc thù công việc con không ở nhà. Nhà cũng ít người. Vậy mà ai cũng bị cuốn vào những cái thói quen, suy nghĩ riêng của mình, mà vô tình làm rạn nứt đi tình cảm của gia đình mình. Ba biết rồi, tại ba thờ ơ quá. Rồi, gia đình mình giờ đã nhận ra để sửa lỗi kịp thời. Thôi, mình bỏ qua hết đi, để cùng nhau vui vẻ đón Tết nè. Để mẹ đi hầm cơm lại, làm bữa cơm ngày đầu năm cho nó đặc biệt, chứ nó ấm cúng hơn coi bầy. Thôi, để bà vô bà lấy tiền lì xì mừng tuổi nha. Dạ. Quý chị thân mến, Tết là dịp đoàn viên với gia đình gửi gắm lời chúc ước mơ đẹp cho năm mới. Là khi chúng ta có thể để bản thân nghỉ ngơi sau một năm dài làm việc và dành thời gian yêu thương gia đình và cả chính mình hơn bao giờ hết. Thời gian càng trôi đi thì áp lực cơm áo gạo tiền càng đè nặng lên vai, khiến mỗi người chúng ta luôn thấy ngày Tết là một áp lực. Nhưng chúng ta liệu còn có thể đón bao nhiêu mùa xuân đến? Do vậy, hãy để Tết là khoảng thời gian ý nghĩa nhất, thiêng liêng, ấm áp, bình yên và đem đến trong mỗi người một cảm xúc riêng biệt. Là dịp để cả gia đình cùng tụ họp, chia sẻ những câu chuyện trong năm, gửi nhau những lời chúc, lì xì mừng tuổi hay đơn giản hơn là cùng nhau ăn một bữa cơm có đủ mọi thành viên trong gia đình, bởi bên gia đình chính là Tết. Và cuối cùng, Như Thảo xin gửi lời chúc đến quý vị và các bạn một cái Tết an khang, thịnh vượng. Quý thính giả vừa thưởng thức xong chương trình Kịch Truyện Thanh trên sóng FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau được phát vào lúc 9 giờ 15 phút sáng thứ Năm hàng tuần. Thân ái chào tạm biệt.